Chào các bạn. Hôm nay Phố Công Nghệ xin hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái máy chấm công nhận diện khuôn mặt của hãng Hikvision với mã là DSK1T331W. Đấy. K1T331W. Thì với cái mã mà DSK1T331W này sẽ có thêm chức năng là kết nối Wi-Fi so với cái mã DSK1T331. DSK1T331 thì chỉ có chức năng kết nối mạng LAN bằng dây thôi. Đấy, nó có ưu điểm như thế. Thì ở đây mình hướng dẫn cái máy này cũng giống như là cái máy 331 ấy. Thì là hai máy thì là nó giống hệt nhau, nhưng chỉ khác nhau với cái tính năng kết nối Wi-Fi thôi. Đây là cái máy chấm công chỉ có chức năng là nhận diện bằng khuôn mặt. Đấy, chỉ có chấm công bằng khuôn mặt thôi. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có chức năng là điều khiển kiểm soát ra vào cửa. Đấy. Kết nối đầu độc phụ, kết nối RS485, luôn nhấn exit. Đấy, để mở cửa. Để sử dụng cái máy chấm công này thì chúng ta sẽ cấp nguồn cho thiết bị. Ở đây mình sẽ cấp nguồn. Mình cắm giác mạng vào cấp nguồn. Mình cứ bỏ cái này ra. Bỏ vỏ hộp này ra. Ở phía mặt sau của sản phẩm chúng ta sẽ có hai cổng cắm, một là cổng cắm mạng, hai là cổng cắm jack để kết nối nguồn với cả kết nối khóa điện. Đấy. Nguồn kết nối khóa điện thì ở đây mình sẽ cắm cắm điện này. Đấy. Khi mà cắm điện vào đầu tiên thì máy sẽ hiển thị lên cái đèn led sáng đây để báo chỉ thị là có nguồn. Sau đó các bạn chờ trong một giây lát để máy khởi động. Với giao diện UI này thì là máy hiển thị rất là hiện đại. Máy có hai cái camera ở đằng trước đây như chỗ mình chỉ tay, tức là hai camera để xác thực nhận diện khuôn mặt, và có hai đèn led ở hai bên này là để hỗ trợ cái tính năng nhận diện khuôn mặt vào ban đêm khi trời tối. Ban đầu khi các bạn sử dụng máy lần đầu tiên cắm điện vào thì máy sẽ yêu cầu nhập mật khẩu để kích hoạt. Ở đây là mật khẩu là yêu cầu 8 đến 16 ký tự, bao gồm cả chữ và số. Đấy. Ở đây mình sẽ tạo một cái mật khẩu làm mẫu cho các bạn. Là mình đang đặt là admin A+1234. Đấy, mình tạo một cái mật khẩu đó, sau đó các bạn ấn kích hoạt. Ấn active này, active tức là kích hoạt. Đấy. Với những máy chấm công của Hikvision thì là khi lần đầu sử dụng bao giờ máy sẽ yêu cầu cái phần đặt mật khẩu để kích hoạt này. Đấy, mình còn active này. Các bạn chọn ngôn ngữ, ở đây mình chọn tiếng Việt. Người Việt Nam chọn tiếng Việt. Nhấn like. Đấy, chế độ áp dụng trong nhà. Ấn tiếp theo. Thêm quản trị viên, nhân viên ID 1, nhập tên, ví dụ là admin. Cái bước này nhá, bước này là bước quản trị viên, tức là bước thêm, giống như gọi là thêm người dùng á, thì là các bạn có thể thêm hoặc là bỏ qua cũng được. Đấy, thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách đơn giản nhất, tức là mình sẽ bỏ qua cái bước này. Đấy, bỏ qua bước này. Thì sau khi đã kích hoạt máy xong thì trên màn hình nó sẽ hiển thị lên cái hình ảnh mà camera đã thu lại được ấy. Nếu mà các bạn xác thực, các bạn chưa tạo nhân viên, chưa tạo người dùng ấy, thì là máy sẽ chụp hình khuôn mặt nhưng mà nó sẽ báo là không thành công.
Để bắt đầu vào cái trình duyệt giao diện menu để thiết lập các thông số thì các bạn nhấn giữ ngón tay khoảng tầm 3 giây trên màn hình và vuốt sang bên phải. Đấy. Đây mình sẽ làm lại. Các bạn nhìn thì giữ ngón tay nó sẽ có cái biểu tượng cái ngón tay trỏ di này, di trả di phải, di sang trả này. Phải. Đấy, các bạn nhập mật khẩu. Mật khẩu này là mật khẩu đã kích hoạt lúc đầu. Ví dụ như lúc lấy mình đang đặt là admin là cộng 1234. Đấy. Để vào giao diện menu của máy bao gồm các danh mục người dùng, tức là thêm sửa xóa nhân viên đấy. Thứ hai, bước thứ hai là truy cập, đây là thiết lập các bước mà để điều khiển truy cập cửa. Bước tiên đây là bước thông báo cái chế độ mà chấm công. Đấy. Phần liên lạc là phần liên lạc đây. Liên lạc đây là cái thiết lập kết nối mạng LAN hoặc Wi-Fi để kết nối với máy tính. Đây là phần liên lạc là thiết lập mạng đấy. Tiếp theo là phần cơ bản, tức là phần cài đặt, bao gồm những cái cài đặt về thời gian giọng nói. Đấy, ví dụ các bạn về cài đặt thời gian, múi giờ các thứ. Đấy. Đấy, các bạn thiết lập về thời gian ví dụ như thế. Cài đặt ngôn ngữ, đấy là phần cài đặt cơ bản. Tiếp theo phần sinh trắc học là các thiết lập về nhận dạng khuôn mặt. Đấy, phần thiết lập về nhận dạng khuôn mặt. Phần dữ liệu, phần này là sẽ là cái phần mà những cái dữ liệu về vân tay và dữ liệu về chấm công của người dùng nó sẽ lưu ở đây. Và phần bảo dưỡng, cuối cùng phần bảo dưỡng là phần thông tin hệ thống. Đấy, khôi phục lại thiết bị. Tiếp theo mình sẽ đi sâu chi tiết về từng mục một. Phần đầu tiên là phần người dùng. Người dùng nó là phần người dùng này sẽ là hiển thị những cái danh sách mà nhân viên thêm nhân viên ở trên đây. Để thêm người dùng thì các bạn nhấn dấu cộng ở góc phải trên cùng, góc phải trên cùng đây. Góc phải trên cùng đây. Đấy, không phải nhân cùng. Các bạn nhấn dấu cộng vào. Đấy. Cái tên ID nhân viên mặc định là số 1, các bạn có thể chỉnh sửa tùy ý. Đấy. Tiếp theo tên, tên mình đặt tên gì đặt. Nếu mình không tên không muốn đặt tên ở đây thì mình có thể đặt trên phần mềm về về sau, sau khi đã kết nối với phần mềm. Đấy. Tên các bạn nhấn vào đây sẽ hiển thị lên bảng chữ cái đây. Để mình nhập tên. Ví dụ mình nhập tên đây, ví dụ. Đấy, đồng ý. Đấy, nó sẽ ra tên đây. Phần thẻ thì các bạn không có thẻ, máy không có dùng thẻ nên các bạn bỏ qua bước này. Tiếp theo mật khẩu. Đấy, các bạn ở đây nhập bằng khuôn mặt nên là chấm công bằng khuôn mặt nên các bạn sẽ sử dụng bằng khuôn mặt để chấm công nên phần mật khẩu này các bạn cho vào hoặc là bỏ qua cũng được. Tiếp theo phần phần khuôn mặt các bạn nhấn vào đây. Đấy. Tiếp theo và khi mà nhập khuôn mặt đây các bạn nhìn cái biểu cái hình biểu tượng để nó thu cái khuôn mặt đúng theo khung này thì khi các bạn yêu cầu nhân viên đứng trước máy sẽ phải đứng ở trong cái khung 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 hình này để máy được thu thập cái hình ảnh được chính xác nhất tốt nhất. Đấy. Ví dụ mình nhấn vào khuôn mặt đây. Mình sẽ ấn vào biểu tượng cái chụp ảnh ấy, thì nó sẽ máy sẽ chụp ảnh lại và lưu lại đây. Và sau khi đã lấy khuôn mặt thì cái phần khuôn mặt này nó ghi là đã cấu hình. Đấy. Còn lại các mục như là xác thực cài đặt, vai trò của người dùng thì các bạn nếu mà thêm cho nhân viên thì các bạn để hết mặc định là các chế độ này theo mặc định. Đấy. Còn nếu mà bạn mà ở cái chế độ mà vai trò của người dùng này, nếu mà bạn muốn là một người quản trị viên, tức là muốn truy cập vào máy này bằng bằng cái khuôn mặt của bạn á, thì bạn đặt bạn hoặc là đặt mà người quản trị viên cho họ. Đấy. Sau khi đã thiết lập xong các bước từ ID đến tên đến khuôn mặt
đến vai trò người dùng thì các bạn nhấn dấu tích V, tích V ở đây, tích V ở đây để xác thực, để lưu lại, lưu lại người dùng. Đấy, thì sau khi lưu xong thì là máy sẽ hiển thị lên danh sách những người mà đã thêm ở đây và có biểu tượng đã thêm khuôn mặt đây. Đấy. Cũng là ở phần mà người dùng này thì các bạn muốn sửa hay xóa gì cái người nhân viên đã thêm, các bạn nhấn vào cái mũi tên trỏ bên phía bên phải đây. Các bạn nhấn vào, các bạn một là sửa lại các thông tin ở trên nhân viên đây, hai là xóa đi bằng cái biểu tượng mà cái thùng rác đây, thì các bạn nhấn vào để xóa. Nếu ví dụ mình trở lại từ đầu để cho các bạn biết được là sau khi đã thêm nhân viên thì máy sẽ xác thực khuôn mặt thành công là như nào. Bây giờ mình trở lại đây. Đấy, thì khi mà xác thực khuôn mặt thành công nó sẽ báo tích xanh và nói cảm ơn. Đấy. Máy nhận diện khuôn mặt rất là nhanh nên là nhân viên chỉ cần đi qua là máy có thể xác thực được. Và thời gian tính toán của hãng đưa ra nó rơi khoảng tầm 0,1 0,2 giây cho mỗi lần xác thực. Tiếp theo là ở mục truy cập. Truy cập đây thì là nó có những cái chế độ xác thực đây, truy cập đây thì là xác thực chế độ xác thực này, phương pháp là khuôn mặt này. Tức là nó cho phép là nó cài đặt cho mình là xác thực bằng khuôn mặt. Đấy. Thì ở đây thì là cái phần mà cài đặt kiểm soát truy cập này, nếu mà các bạn không có yêu cầu gì quá là khắt khe hoặc là yêu cầu cao hơn đó, thì là các bạn hãy để những cái chế độ này nó theo mặc định để máy nó hoạt động ở chế độ chuẩn của nó. Nó có cái phần cuối cùng là cái thời gian mở tính bằng giây này. Nếu mà các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn nhấp vào đây, các bạn đánh số giây các bạn cần mở nhanh hoặc mở chậm vào đây. Đấy. Còn mặc định nó đang là 5 giây theo tiêu chuẩn của nó. Phần danh mục thứ ba là tiền đây. Tiền đây là ở chế độ chuyên cần này thì các bạn là hãy để chế độ tắt theo chế độ tự nhiên. Đấy. Theo mặc định ban đầu. Tiếp theo phần liên lạc, danh mục thứ tư là phần liên lạc, tức là phần kết nối mạng. Thì các bạn có cái dòng đầu tiên là kết nối mạng có dây. Kết nối mạng có dây các bạn nhấn vào đây trong trường hợp mà các bạn cắm dây để kết nối mạng chống công với phần mềm trên máy tính thì các bạn cắm vào đây. Các bạn thiết lập IP tĩnh, các địa chỉ IP của máy này, mặt lạ mạng này và default gateway. Đấy. Còn nếu mà các bạn dùng kết nối wifi, các bạn nhấn vào cái mục cái hàng wifi, các bạn bật wifi thì máy nó sẽ dò tìm kiếm các địa chỉ wifi ở gần nhà bạn, ở gần mạng, hoặc là địa chỉ wifi của nhà bạn, thì các bạn tích chọn cái địa chỉ wifi nào và các bạn nhập mật khẩu vào, sau đó ấn đồng ý thì sẽ kết nối, nó sẽ báo kết nối thành công và nó sẽ nhận cái địa chỉ IP đó của cái mạng wifi đó. Phần giấy S485 để bạn kết nối các thiết bị bộ đầu đọc thẻ phụ, bộ đầu phụ qua cái cổng giấy S485. Danh mục thứ 5 là phần thiết lập cơ bản bao gồm các phím tắt. Phím tắt ở đây nó sẽ có yêu cầu là mật khẩu, cài đặt giọng nói, âm lượng rồi là lời nhắc thoại, cài đặt thời gian như vừa nãy mình đã nói rồi, cài đặt ngôn ngữ, chọn các ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, các loại tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha các kiểu. Cài đặt độ sáng đèn trắng. Độ sáng đèn trắng thì không đang là sáng nhất, và các bạn có thể điều chỉnh cái độ sáng đèn đấy. Đèn sáng là cái đèn trắng này, cái đèn này. Đèn trắng này, đèn này để cho các bạn biết là nó cần sáng quá hay không. Danh mục thứ 6 là phần sinh chắc học. Sinh chắc học thì là nó sẽ có như là chế độ áp dụng như là trong nhà, tức là máy để chế độ hoạt động ở trong nhà này, mức độ hoạt động sôi động của khuôn mặt này, ví dụ là
là thường hay là cao nhất hay là cao. Đấy. Khoảng cách nhận diện khuôn mặt ở đây là tối đa là 2 mét. Nhưng mà mình sẽ để là tự động. Đấy, để máy sẽ tự động nhận ở mọi khoảng cách dù gần hay dù xa. Chứ khoảng thời gian nhận diện khuôn mặt hiện tại đang đặt là 3 giây. Khoảng thời gian nhận diện khuôn mặt đang mặc định đang là 3 giây. Đấy. Nếu bạn để nhanh quá thì máy nhận rất là nhanh và cái tỷ lệ mà sự kiện ghi nhận sát khuôn mặt rất là nhiều. Đấy. Để 3 giây hoặc là 5 giây là được rồi. Một số cái tính năng động nâng cao. Đấy. Ví dụ như mình cài đặt chế độ vào một khuôn mặt một này. Đấy. Mình thiết lập ở đây. Nếu mà mình đặt cái tính năng này, cài đặt chế độ OK là chế độ tiết kiệm. Đấy. Những chế độ OK 11. Cài đặt bảo mật khuôn mặt. Đấy. Bảo mật khuôn mặt này đang là 87. Và danh mục thứ 6, thứ 7 nó sẽ là dữ liệu. Đấy, dữ liệu ở đây sẽ bao gồm là xóa dữ liệu này, xóa dữ liệu người dùng này. Tiếp theo là nhập dữ liệu người dùng. Dữ liệu người dùng, dữ liệu khuôn mặt. Đấy. Xuất dữ liệu sự kiện. Sự kiện tức là mỗi một lần chấm công khuôn mặt nó ghi nhận đấy, như là sự kiện. Đấy, dữ liệu người dùng, dữ liệu khuôn mặt, dữ liệu người dùng tức là những ID người dùng. Dữ liệu khuôn mặt tức là những cái khuôn mặt trong cái ID người dùng đó. Đấy. Mỗi một nhân viên, mỗi một ID người dùng thì chỉ có một khuôn mặt thôi. Nhưng mà có ID người dùng thì nó sẽ không có khuôn mặt. Và phần cuối cùng là phần bảo dưỡng. Bảo dưỡng. Đấy, bảo dưỡng thì chúng ta có hệ thông tin hệ thống bao gồm đầy đủ các thông tin về model, số serial, địa chỉ MAC, dữ liệu sản xuất đấy. Dung lượng. Đấy, dung lượng thì là bao nhiêu người dùng này. 300 người dùng này, khuôn mặt là 300 này. Thẻ là 1.500 này. Sự kiện đến 150.000 sự kiện này. Đấy. Nâng cấp thiết bị, cái phần này là dành cho gọi là nâng cấp firmware á, nâng cấp bản cập nhật của thiết bị. Và hai mục cuối cùng là khôi phục lại các thiết lập mặc định về nhà máy hoặc là khôi phục lại cài đặt mặc định. Đấy. Đấy thì trên cái máy chụp công nhận diện khuôn mặt DSK1T331W này thì mình có vừa xong mình có hướng dẫn và giới thiệu đến các bạn tất cả các tính năng của máy. Về việc sử dụng máy chụp công này thì đa số là các bạn sử dụng trên máy này là ít, trên máy này ít, chứ còn chủ yếu là các bạn sẽ sử dụng trên phần mềm IVMS 4200 trên máy tính. Trên máy tính thì các bạn sẽ thu thập dữ liệu và lấy chấm công, còn ở trên và trên cái phần mềm IVMS 4200 cũng là cái chỗ là để các bạn thêm nhân viên mới ở trên máy tính, thì các bạn thêm ở trên đấy nó vừa nhanh và thuận tiện hơn. Đấy. Còn này các bạn thêm trên máy chấm công này cũng được, nhưng mà các bạn làm ở trên máy chấm công này sẽ lâu hơn. Rồi trên đấy. Trên đây là cái hướng dẫn sử dụng về cái máy chấm công nhận diện khuôn mặt của hãng Hikvision với mã là DSK1T331W. Để được rõ hơn về sản phẩm cũng như tư vấn tốt nhất, xin mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline là 0988 803 283 qua Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Đấy. Xin cảm ơn các bạn.